Sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Trong đó, việc áp mức thuế VAT 0% hay 5% đối với phân bón vẫn là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau. Sửa đổi luật thuế giá trị gia tăng lần này, Chính phủ đề xuất mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế VAT sang đối tượng chịu thuế 5%. Do phân bón không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng nên doanh nghiệp không được khấu trừ thuế đầu vào cho nguyên vật liệu. Điều này không chỉ làm tăng giá phân bón mà còn khiến các doanh nghiệp phân bón nội địa mất lợi thế cạnh tranh so với hàng nhập khẩu. Đang từ 0% mà đánh thuế 5% thì cái này là cái thuế gián thu, và cuối cùng là cái người nông dân của chúng ta phải chịu cái giá trị đầu vào, chắc chắn là giá phân bón nó sẽ tăng lên. Nên quan điểm của tôi thì cứ phải bảo vệ cái người nông dân của chúng ta thôi. Dẫn chứng, phân tích số liệu trong báo cáo đánh giá tác động, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho rằng việc áp thuế phân bón 5% để giảm giá thành, giá bán là không thuyết phục. Nếu như mà chúng ta đánh thuế 5% thì mỗi một năm chúng ta, nhà nước sẽ thu khoảng 5.700 tỷ. Trong đó hoàn thuế cho doanh nghiệp khoảng 1.500 tỷ. Ngân sách nhà nước được 4.200 tỷ. Thế mà bây giờ thu của người nông dân, người sử dụng phân bón 5.700 tỷ mà bảo là giảm được giá thành, giảm được giá bán. Tôi thấy cái này không thuyết phục tí nào. Thống nhất cần cân nhắc thật kỹ việc áp thuế phân bón. Nhiều ý kiến cho rằng chất lượng phân bón mới là vấn đề cần quan tâm hơn cả. Nhưng mà qua tiếp xúc cử tri, cái người ta rất quan tâm đó là cái chất lượng của cái phân bón và các cái thuốc hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp. Mà tôi cho rằng đây mới là cái nhiệm vụ mà nhà nước trong quản lý mình cần phải chú ý. Chứ còn giá là người ta có thể điều tiết trong cái việc mà người ta tính toán trong giá thành sản xuất của cá nhân người nông dân. Thì thấy rằng là bảo vệ cho đề xuất áp thuế VAT 5% đối với phân bón, đại diện cơ quan soạn thảo, đại diện Bộ Tài chính cho rằng cùng với việc điều hành và kiểm soát giá tốt, người nông dân sẽ không phải chịu thiệt. Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu, doanh nghiệp nộp thay cho cái người tiêu dùng thôi, người tiêu dùng phải chịu rồi. Nhưng mà thực tế trong cái đó điều nó cơ cấu vào giá hết. Thành ra là chỗ giá bán cuối cùng là cái vấn đề hết sức là quan trọng. Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc thấu đáo, đánh giá tác động đầy đủ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nông dân và doanh nghiệp.